Sức khỏe là gì và những điều bạn cần biết. Hằng ngày chúng ta đi lại, làm việc, vui chơi, học tập đều là nhờ có sức khỏe. Nếu không có sức khỏe, bạn sẽ chả có thể làm được gì cả. Vậy sức khỏe là gì? Là vốn quý nhất của con người, là sức lực của cơ thể chống chọi những nguy cơ bệnh tật, giúp cho chúng ta ăn, ngủ, học tập, vui chơi bình thường. Người ta vẫn thường hay nói sức khỏe là vàng. Đúng là thế, có sức khỏe, chúng ta có thể học tập, vui chơi, lao động một cách thoải mái, khỏe khoắn. Không có sức khỏe, chúng ta sẽ cảm thấy người thiếu sức sống, ốm đau, bệnh tật diễn ra liên miên. Vậy sức khỏe là gì? Vâng, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, sức khỏe chính là tình trạng không có bệnh tật, thoải mái về thể chất, thoải mái về tinh thần và thoải mái về xã hội. Như vậy, nó được cấu thành từ 4 yếu tố chính. Bạch xin nhắc lại, sức khỏe chính là tình trạng không có bệnh tật, thoải mái về thể chất, thoải mái về tinh thần và thoải mái về xã hội. Một số những vấn đề liên quan đến sức khỏe ngày nay. Ngày nay, do nhu cầu quá nhiều các tác nhân tác động, sức khỏe của con người cũng như tuổi thọ trung bình của chúng ta đang bị ảnh hưởng một cách đáng kể. Các nguồn thực phẩm bẩn, không khí ô nhiễm hay chính con người của chúng ta đang tự làm hại đến sức khỏe của chúng ta. Thống kê mới nhất, tỷ lệ người mắc các loại bệnh như ung thư ngày càng cao, số ca các bệnh bị tai biến cũng khá lớn. Và bạn có thấy nếu sức khỏe không tốt thì khả năng lao động cũng giảm sút luôn. Nhất là đối với những người làm việc chủ yếu là chân tay, bốc vác hoặc là công nhân trên các công trường xây dựng. Hàng ngày công việc chủ yếu là dùng sức khỏe. Vậy mà sức khỏe không có thì tất nhiên song song với nó chính là các vấn đề con người, tiền bạc cũng như là sự phát triển của xã hội. Chúng ta vẫn thường coi thường sức khỏe mãi đến khi bệnh tật ập đến thì mới bắt đầu lo toan. Chính vì thế, không phải chỉ trẻ em hay người già mà tất cả chúng ta luôn luôn phải chú ý đến sức khỏe của mình.